Hai các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học bài 20.3 điện dung capacitance và sự lưu trữ năng lượng energy storage. Thì có hai cái từ mới mà chúng ta sẽ lưu ý. Thứ nhất là capacitor, có nghĩa là tụ điện. Thứ hai là capacitance, có nghĩa là điện dung. A capacitor can store charge and energy. Một tụ điện thì có thể lưu trữ điện tích và năng lượng. A common way for electrical systems to store energy is in a device known as a capacitor. Một cái cách để một cái hệ điện lưu trữ năng lượng trong một thiết bị gọi là tụ điện, capacitor. Okay. A capacitor gets its name from the fact that it has a capacity to store both electric charge and electrical energy. Một cái tụ điện có tên như vậy là bởi vì nó có khả năng, okay, capacity, lưu trữ cả điện tích và năng lượng điện. Capacitors are an important element in modern electronic devices. Tụ điện là một cái gọi là một thành phần rất quan trọng trong các cái thiết bị điện hiện đại. Electronic devices. They can provide large bursts of energy to a circuit or protect delicate circuitry from excess charge originating elsewhere. Okay. Nó có thể cung cấp một lượng lớn năng lượng cho một cái mạch điện hay là bảo vệ mạch khỏi bị gọi là vượt quá điện tích. Okay. Tức là khi mà mạch bị tích điện gọi là vượt quá cái điện tích. No cell phone or computer could work without capacitors. Không có cái điện thoại hay máy tính nào mà có thể hoạt động được nếu mà không có các tụ điện. In general, a capacitor is nothing more than two conductors referred to as plates separated by a finite distance. Nói chung một tụ điện thì chẳng có gì ngoài hai cái vật dẫn, okay, được gọi là hai bảng tụ điện. Plates là hai bảng tụ điện được phân cách với nhau bằng một cái khoảng cách xác định, finite distance. Okay. When the plates of a capacitor are connected to the terminals of a battery, they become charged. Okay. Khi các bảng của một tụ điện được kết nối với nhau với các cực được kết nối với các cực terminal là các cực của một biên điện. Okay. Thì nó được tích điện hay nó được tích điện được they become charged, có nghĩa là nó được tích điện. That is one plate acquires a positive charge. Điều đó có nghĩa là một tấm bảng thì nó sẽ tích điện dư. Okay. Plus Q and the other plate acquires unequal and opposite negative charge. Và một cái tấm bảng khác thì nó sẽ tích điện âm trừ Q. To be specific, support a certain battery produce a potential difference of voltage V between its terminals. Cụ thể hơn, giả sử chúng ta có một cái biên điện hay là một cái bình ắc quy khác mà có thể tạo ra một cái hiệu điện thế. Potential difference là hiệu điện thế, hoặc là voltage cũng là hiệu điện thế V giữa hai cực của nó ha, each terminals. When this battery is connected to a capacitor, a charge of magnitude Q appears on each plate. Khi cái biên điện này kết nối với một cái tụ điện thì cái điện tích có độ lớn là Q sẽ xuất hiện ở mỗi bảng của tụ điện. The ratio of the charge stored to the applied voltage.
cái tỷ lệ giữa điện tức được lưu trữ và hiệu điện thế đó, thì tỷ lệ đó gọi là the ratio Q per V, cái tỷ lệ V trên V is called the capacitance C, được gọi là điện dung của tụ điện, ký hiệu là C. Như vậy tụ điện là capacitor, điện dung là capacitance. The greater the charge Q for given voltage V, the greater the capacitance of the capacitor. Okay. Điện tích V càng lớn ấy, ứng với một cái hiệu điện thế V, thì cái điện dung của tụ điện nó càng lớn. Định nghĩa điện dung capacitance thì sẽ bằng charge điện tích chia cho electric potential difference chia cho hiệu điện thế. Okay. C sẽ bằng V chia V. Đơn vị là coulomb trên volt, ví dụ là farad. À, farad trong tiếng Anh thì nó viết thêm cái chữ D nữa, ví dụ là F, lưu như vậy. In this equation, Q is the magnitude of the charge on either plate. Trong phương trình này, V tính là độ lớn của điện tích trên mỗi bảng hay là trên mỗi cái bảng của tụ điện. And V is a magnitude of the voltage difference between the plates. Và V chính là độ lớn của hiệu điện thế giữa hai bảng tụ điện. By definition, then, the capacitance is always a positive quantity. Theo định nghĩa như vậy là điện dung thì luôn luôn là một đại lượng dư. Okay. Units of capacitance, đơn vị của điện dung. You can see from the relation C equal Q per V. Bạn có thể thấy được từ mối quan hệ điện dung C thì bằng V chia cho V. Thus the units of capacitance are coulombs per volt. Cho nên đơn vị của điện dung là coulomb trên volt. In the SE system, this combination of units is referred to S the farad. Thì trong hệ SI thì sự kết hợp của các đơn vị này thì được gọi là farad. In honor of the English physicist Michael Faraday, để kỷ niệm nhà vật lý người Anh Michael Faraday, sinh năm 1791 hoặc năm 1867, a pioneering researcher into the properties of electricity and magnetism. Okay. Một nhà nghiên cứu tiên phong trong cái lĩnh vực nghiên cứu về tính chất của điện và từ. Okay. In particular, cụ thể hơn là một F sẽ bằng một C chia V, tức là một coulomb chia volt. Just as the coulomb is a rather large unit of charge, so too is the farad a rather large unit of capacitance. À, như bài học trước ta đã học coulomb là một cái đơn vị điện tích rất là lớn. Okay. Cũng như vậy, một farad là một cái đơn vị, một cái điện dung rất là lớn, khá là lớn. Typical values of capacitance are in the picofarad. Thông thường thì các giá trị của điện dung thì đó là microfarad. Một microfarad bằng 10^-12 farad. 2 microfarad đến microfarad. Một microfarad thì bằng 10^-6 farad. Okay. Thì cái này các bạn biết rồi. A capacitor is like a bucket of water. Một cái tụ điện thì giống như một cái xô nước, hay một cái chậu nước, trong một hợp dịch là xô nước. A bucket of water provides a useful analogy when thinking about capacitors. Một cái xô đựng nước ấy, một cái xô nước thì cho chúng ta một cái sự tương tự khá thú vị khi nghĩ về một cái các cái tụ điện. Okay. Như hình 20.23 đây, 20.23. Okay. Thế thì for this analogy we make the following identification. À, chúng ta chỉ ra được các cái sự tương tự như sau.
The cross-sectional area of the bucket is the capacitance. Okay. Thì cái tiết diện của cái xô nước đó, thì đó chính là điện dung xuyên, tiết diện này, tiết diện bề mặt này. The cross-sectional area thì chính là capacitance. The amount of water in the bucket is the charge Q. Cái lượng nước ở trong xô đó, đó chính là điện tích. Ok. À, lượng nước ở trong xô đây, amount of water. Ok. Thì nó sẽ bằng stored charge, tức là lượng điện tích được lưu trữ. The depth of the water is the potential difference V between the place. À, chiều cao của cục nước đó, thì đó chính là hiệu điện thế. Okay. Hay là độ sâu của cục nước này, thì đó chính là hiệu điện thế V giữa hai tấm bảng. Okay. Đây là một sự so sánh thú vị. Okay. In terms of this analogy, charging a bucket, a capacitor is like pouring water into a bucket. À, theo nghĩa này đó, thì khi chúng ta gọi là nạp điện cho một tụ điện thì cũng giống như là đổ nước vào trong xô thôi, không có gì khác. Okay. If the capacitance is large, it's like having a wide bucket. Nếu mà điện dung và là lớn đó, thì nó tương tự như một cái xô đó, thì có cái gọi là một cái xô rộng. Ok, wide tức là cái mặt rộng. In this case, the bucket holds a lot of water when it has a given level of water. Trong trường hợp này, xô nước đó thì sẽ chứa một cái lượng nước, rất nhiều nước. Ok. Khi mà nó có cùng một cái gọi là cái mức nước. Ok. Ở đây trong trường hợp này ta ví dụ hai trường hợp, hai cái xô nước chỉ khác nhau về cái bề rộng, tức là cái tiết diện thôi. Ok. Nhưng mà giống nhau về gì các bạn? Giống nhau về cái mức nước, cái mực nước. The same water level for both buckets. Okay. Thế thì a narrow bucket with the same water level holds much less water. Okay. Một cái xô nước mà có một cái mức nước tương tự nhưng mà có cái độ rộng á, hay nói khác là có cái tiết diện là nhỏ. Okay. Thì nó sẽ chứa ít nước hơn. Đương nhiên rồi. You can see this in figure 20.24. Đây, trong hình này. So sánh tương tự như hai điện dung à. Đó là cùng hiệu điện thế V nhưng khác nhau về cái gì? Khác nhau về Q. Khác nhau về Q trong trường hợp này là do khác nhau về gì? Khác nhau về tiết diện hay là khác nhau về điện dung. Đó là như vậy. Similarly, a capacitor with a large capacitance holds lots of charge for given applied voltage water level. Tương tự như vậy, một tụ điện thì có một điện dung lớn thì có nghĩa là chứa nhiều nước. Đấy. À, đối với một cái hiệu điện thế gọi là cho trước. Đây mình nói lại. Đây người ta so sánh hai cái điện dung này, hai cái tụ điện này. Okay. Có điện dung khác nhau. Mặc dù là có cái hiệu điện thế giống nhau. À, ở đây hiệu điện thế được hiểu là cái độ cao, cái chiều sâu, độ sâu của mực nước thì giống nhau. Okay. Nhưng mà cái này thì chứa nhiều nước hơn, có nghĩa là cái điện tích là nhiều hơn. Là do cái gì? Do cái tiết diện. Tiết diện này lớn hơn. Okay. Trong trường hợp này là chứa ít nước hơn, tức là chứa ít điện tích hơn. Tiết diện nhỏ hơn thì cũng đồng nghĩa việc là khi này tiết diện lớn á, đồng nghĩa việc là có điện dung lớn hơn, còn này là có điện dung nhỏ hơn. Okay. Rồi. Giờ chúng ta sẽ học cái nội dung gì tiếp theo đây. Size and shape affect a capacitor capacitance. Có nghĩa là kích thước và hình dáng của điện dung thì nó sẽ ảnh hưởng đến gọi là điện dung của tụ điện. Thì cái này thì các bạn tham khảo thêm trong chương trình tăng học. Diện tích và hình dáng. Okay. Chúng ta sẽ học một nội dung quan trọng tiếp theo,
Capacitors can store large amounts of energy. Tủ điện thì có thể lưu trữ lượng lớn năng lượng. As mentioned before, capacitors store more than just charge, they also store energy. Như đề cập ở trên, tủ điện thì lưu trữ không những là điện tích mà còn lưu trữ năng lượng. It takes energy to separate the charge on the two plates of a capacitor. Cần năng lượng để tách các cái điện tích lên các cái bảng tụ điện. And that energy is stored in the capacitor. Và năng lượng đó được lưu trữ trong tụ điện. It can be shown that the total energy BE. Người ta có thể chứng minh rằng tổng năng lượng BE ở đây là thế năng đấy. Store in a capacitor with the charge Q and potential difference VE. Như vậy thế năng tức là năng lượng lưu trữ trong một tụ điện có điện tích Q và hiệu điện thế V. Đó chính là BE bằng 1/2 Q nhân V. Okay. So increasing a capacitor charge or voltage increases its stored energy. Như vậy khi tăng cái điện tích được lưu trữ trong tụ điện hay là hiệu điện thế, okay, thì sẽ tăng cái năng lượng tích trữ của nó. The greater the charge, điện tích càng lớn, the greater the stored energy, thì năng lượng lưu trữ càng lớn. The greater the voltage, hiệu điện thế càng lớn, the greater the stored energy, năng lượng lưu trữ càng lớn. Okay. Như vậy bài học của chúng ta về cái gì đây, về điện dung capacitance và an energy storage và sự lưu trữ năng lượng, đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Thank you.